Nước chanh là thức uống không còn quá xa lạ, tuy nhiên không phải ai cũng biết hết những lợi ích của loại nước này đối với cơ thể. Như chúng ta đã biết, chanh là loại quả có vị chua, hàm lượng vitamin C đặc biệt cao. Đây là một trong những loại trái cây tốt nhất cho việc dưỡng nhan và làm đẹp. Một số người thích thức dậy vào buổi sáng và uống một cốc nước chanh để tỉnh táo và hỗ trợ quá trình giảm cân, thải độc cũng như làm đẹp. Trong khi đó, có quan điểm nghi ngờ rằng việc uống nước chanh khi bụng đói vào buổi sáng sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về dạ dày. Trên thực tế, uống nước chanh khi bụng đói vào buổi sáng sẽ rất tốt cho những người khỏe mạnh, nhưng lại có thể không phù hợp với những người đang có vấn đề về đường tiêu hóa. Theo các chuyên gia, chúng ta nên uống nước chanh trước bữa sáng từ 15 đến 20 phút để làm sạch dạ dày và làm ẩm ruột. Một điều cần lưu ý đó là cần phải ăn sáng đầy đủ để tránh tình trạng axit trong chanh gây kích thích dạ dày, có thể làm tiết axit dạ dày quá mức, dẫn đến khó chịu và buồn nôn. Người bị bệnh liên quan đến dạ dày cũng nên cân nhắc về việc sử dụng đồ uống này. Ngoài những lưu ý trên, thì tác dụng mà nước chanh mang lại cho sức khỏe là điều không thể phủ nhận. Sau đây là những lợi ích mà món đồ uống này có thể mang lại cho cơ thể bạn. Kiểm soát đường huyết. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa hàm lượng vitamin C trong cơ thể và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Một số thí nghiệm phát hiện ra rằng ăn trái cây và rau quả ở một mức độ nào đó làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường. Điều này đã chứng minh tầm quan trọng của chế độ ăn nhiều thực phẩm tươi. Nhờ hàm lượng vitamin C cao cung cấp cho bạn gần 50% giá trị hàng ngày mà cơ thể cần. Do đó, chanh là một nguồn cung cấp lý tưởng để bổ sung vitamin, đặc biệt là vitamin C. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc sử dụng vitamin C cùng với các loại thuốc như metformin giúp điều trị bệnh tiểu đường loại 2. Trong một dự án, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những đối tượng thử nghiệm uống vitamin C cùng với metformin trong thời gian 12 tuần đã thấy giảm mức đường huyết lúc đói và sau bữa ăn, cũng như hemoglobin glycosin hóa HbA1c. Đây là những thước đo mức độ kiểm soát bệnh tiểu đường của cơ thể. Việc bổ sung vitamin C có thể tiềm ẩn những tác dụng phụ nếu tiêu thụ quá nhiều. Vì vậy, nên ưu tiên sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên như nước chanh. Thanh lọc gan. Để quá trình giải độc trong cơ thể diễn ra suôn sẻ và triệt để, có hai cơ quan cần được chăm sóc đặc biệt, đó là gan và thận. Gan là một trong những cơ quan tiêu hóa đảm nhiệm nhiều vai trò trong cơ thể. Vì vậy, ngoài chất xơ, nước, lợi khuẩn, gan cũng cần được cung cấp các chất vitamin cần thiết để thúc đẩy quá trình thải độc. Mỗi sáng uống một cốc nước, có thể thêm một hoặc hai lát chanh tươi là sự lựa chọn không nên bỏ qua. Bởi vì gan phải đợi đến khi cơ thể ngủ say mới có thể thực hiện quá trình giải độc và tái tạo lại. Sau một đêm làm việc mệt mỏi, gan gần như kiệt sức. Nếu được bổ sung dưỡng chất đúng lúc, cơ quan này sẽ tràn đầy năng lượng. Các độc tố trong gan có thể được tẩy trừ nhờ vitamin C. Ngoài ra, axit citric trong nước chanh khuyến khích gan sản xuất mật, có tác dụng tốt để bài tiết chất độc. Giảm sỏi thận. Mỗi sáng uống một cốc nước chanh, có thể pha thêm một lượng mật ong thích hợp, sẽ giúp bệnh nhân sỏi thận cải thiện tình trạng bệnh. Citrat, một loại muối trong axit citric, liên kết với canxi giúp ngăn chặn sự hình thành sỏi thận. Trong khi đó, trái cây và nước trái cây họ cam quýt là nguồn cung cấp citrat tự nhiên được biết đến trong chế độ ăn uống. Trong tất cả các loại nước trái cây họ cam quýt, nước chanh được đánh giá có nồng độ muối ngăn ngừa sỏi thận cao nhất. Ngoài việc uống nước chanh để chữa bệnh, người bệnh sỏi thận cũng có thể cho thêm vỏ chanh vào thức ăn, đều mang lại hiệu quả tốt. Chăm sóc da. Chanh có chứa vitamin B1, B2, vitamin C và các chất dinh dưỡng khác, đồng thời cũng rất giàu axit hữu cơ và axit citric. Đây là loại thực phẩm có tính kiềm cao, có tác dụng chống oxy hóa mạnh, giúp thúc đẩy quá trình tái tạo làn da, trì hoãn quá trình lão hóa và ức chế sự hình thành sắc tố. Thanh nhiệt trừ đờm. Chanh cũng có thể làm long đờm. Tác dụng long đờm của vỏ chanh mạnh hơn cả cam quýt. Vào mùa hè, thời tiết nóng ẩm, nếu không chú ý đến chế độ ăn uống thì độ ẩm bên trong cơ thể con người và độ ẩm bên ngoài của khí hậu tự nhiên sẽ tác động lẫn nhau. Nếu tích tụ lâu ngày, đờm có thể sẽ xuất hiện. Vì vậy, khi mùa hè có nhiều đờm và cổ họng khó chịu, pha thêm nước cốt chanh với nước ấm và một ít muối là có thể giúp giảm đờm, làm sạch đường hô hấp. Phòng chống bệnh tim mạch. Chanh rất giàu vitamin C và vitamin P,
một nhóm các hợp chất thực vật mà ngày nay gọi là flavonoid, có tác dụng tăng cường độ đàn hồi và dẻo dai của mạch máu. Không chỉ vậy, chúng còn có tác dụng phòng và điều trị các triệu chứng tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim.